Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin Tài chính bất động sản được cập nhật mới mỗi ngày của chúng tôi. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Trong kết luận điều tra vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB và các đơn vị liên quan, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định bị can Đặng Phương Hoài Tâm, trưởng văn phòng hội đồng quản trị tập đoàn Vạn Thịnh Phát, được bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát cực kỳ tin tưởng. Theo lời khai của Tâm, từ khoảng năm 2013-2014, Tâm được phân về nhóm quản lý theo dõi các tài sản của tập đoàn, trong đó có cả những tài sản riêng lẻ của bà Lan và tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Đến năm 2017, Tâm được giao phần việc theo dõi dư nợ tại ngân hàng SCB liên quan đến các tài sản trên, đồng thời cũng một nhân sự khác theo dõi, cập nhật danh sách tài sản riêng lẻ và thêm phần thông tin dư nợ như tên công ty vay, số tiền vay, ngày giải ngân, tài sản đảm bảo, dư nợ, hạn vay, tên chi nhánh vay. Đầu năm 2020, Tâm được bổ nhiệm phó văn phòng hội đồng quản trị phụ trách toàn bộ công việc của văn phòng. Theo kết luận điều tra, Tâm xác nhận bản thân đã từng quản lý thông tin dư nợ liên quan tại SCB đối với 98 tài sản loại nhà ở, đất ở tại thành phố Hồ Chí Minh và 28 tài sản loại đất nông nghiệp ở quận 9 thành phố Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh. Tâm biết những tài sản này được thế chấp cho các khoản vay SCB, kết luận điều tra nêu. Trong khi đó, lời khai của bà Trương Mỹ Lan thể hiện nữ chủ tịch này giao Hoài Tâm theo dõi các bất động sản riêng lẻ để biết tài sản nào đã đưa vào vay ngân hàng, tài sản nào chưa đưa vào vay, quản lý theo dõi danh sách các công ty cá nhân đứng tên tài sản, đứng tên khoản vay. Bà Lan cũng giao Tâm phụ trách các nhân viên để thực hiện các thủ tục pháp lý nhằm thành lập các công ty cung cấp cho bị can Nguyễn Phương Anh, cựu phó tổng giám đốc công ty Peninsula khi cần để làm hồ sơ vay vốn SCB. Năm 2022, Tâm được bà Lan tin tưởng cho xem danh sách tài sản của nữ chủ tịch đang thế chấp tại SCB và yêu cầu Tâm kiểm tra lại thông tin đối với từng tài sản để xem có nhầm lẫn, có tài sản nào không được trả lại khi đã tất toán khoản vay hay không. Theo kết luận điều tra, bị can Tâm đã quản lý, sử dụng 126 tài sản, theo dõi dư nợ của các tài sản này, phối hợp cùng với các nhân sự khác, hợp thức hàng trăm hồ sơ vay vốn cho nhóm Vạn Thịnh Phát. Bộ Công an cáo buộc hành vi của Tâm liên quan trực tiếp hành vi phạm tội của bà Trương Mỹ Lan phải liên đới chịu trách nhiệm với số tiền 171.000 tỷ đồng mà bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt của SCB và số tiền thiệt hại hơn 57.000 tỷ đồng. Trong vụ án, Đặng Phương Hoài Tâm bị cơ quan cảnh sát điều tra đề nghị truy tố tội tham ô tài sản. 26 cá nhân tổ chức cùng bà Trương Mỹ Lan nắm hơn 91,5% vốn điều lệ SCB, trong đó có nhiều tổ chức cá nhân nước ngoài. Theo đó, cơ quan điều tra kết luận bà Trương Mỹ Lan là chủ của tập đoàn Vạn Thịnh Phát, VTB Group, bao gồm tập hợp các công ty con, công ty liên kết như công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát, công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Vạn Thịnh Phát, công ty cổ phần tập đoàn đầu tư An Đông, công ty cổ phần tập đoàn Sài Gòn Peninsula, công ty cổ phần tập đoàn quản lý bất động sản Windsor, công ty cổ phần đầu tư Times Square. Với chủ trương lợi dụng hoạt động của ngân hàng trong việc huy động nguồn vốn đáp ứng nhu cầu kinh doanh của tập đoàn và các công ty kể trên, Trương Mỹ Lan đã thâu tóm 3 ngân hàng tư nhân bằng việc mua, sở hữu phần lớn số lượng cổ phần của các ngân hàng này để thao túng hoạt động của các ngân hàng này, phục vụ cho mục đích cá nhân. Từ tháng 12-2011, bằng hình thức nhờ người đứng tên sở hữu cổ phần, Trương Mỹ Lan đã nắm giữ 81,43% cổ phần của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn cũ dưới tên của 32 cổ đông, 98,74% cổ phần Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Tín Nghĩa dưới tên của 36 cổ đông và 80,46% cổ phần Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đệ Nhất dưới tên của 24 cổ đông. Sau khi ba ngân hàng này được hợp nhất vào ngày 1/1/2012 với tên gọi là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB, Trương Mỹ Lan tiếp tục nhờ 73 cổ đông đứng tên sở hữu 85,606% cổ phần SCB, đồng thời tiếp tục mua và sử dụng cá nhân đứng tên cổ phần SCB để tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại ngân hàng này lên 91,545% vào ngày 1/1/2018. Tính đến tháng 10/2022, SCB có vốn điều lệ hơn 15,2 nghìn tỷ đồng, tương ứng 1,52 tỷ cổ phần, với tổng số 4.129 cổ đông được ngân hàng nhà nước công nhận, trong đó Trương Mỹ Lan đã sở hữu chi phối gần 1,4 tỷ cổ phần, chiếm 91,54% vốn điều lệ do 27 pháp nhân, cá nhân đứng tên giúp. Trong đó Trương Mỹ Lan trực tiếp đứng tên sở hữu 75,9 triệu cổ phiếu, chiếm 4,98% vốn điều lệ. Với việc sở hữu, nắm quyền chi phối số cổ phần SCB nêu trên, Trương Mỹ Lan đã đưa người của mình hoặc sử dụng các cá nhân Lan tin tưởng, thân tín đều là những người có trình độ hoạt động lâu năm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, nghe theo chỉ đạo của Lan vào các vị trí chủ chốt tại SCB, trả mức lương cao cho họ từ 200 đến 500 triệu một tháng như hội đồng quản trị, ban tổng giám đốc, giám đốc các chi nhánh lớn, trưởng ban kiểm soát để sử dụng những người này điều hành toàn bộ hoạt động của SCB.
Thực tế, các lãnh đạo chủ chốt của SCB đều do Trần Mỹ Lan tuyển chọn và giao nhiệm vụ, cụ thể như Nguyễn Thị Thu Sương, trước khi làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị SCB, từ ngày 23 tháng 12 năm 2011 đến ngày 16 tháng 3 năm 2014 là trợ lý ban tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư VTB 2008 đến 2009, Phó Tổng giám đốc Công ty Đại Trường Sơn 2009 đến tháng 3 2011, sau đổi tên thành Công ty Sài Gòn Peninsula. Đinh Văn Thành, trước khi làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị SCB, từ ngày 17 tháng 3 năm 2014 đến ngày 6 tháng 12 năm 2020 là Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đệ Nhất. Từ tháng 12 năm 2009 đến tháng 4 năm 2010, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đệ Nhất. Từ tháng 4 năm 2010 đến tháng 12 năm 2011, thành viên Hội đồng Quản trị SCB. Từ tháng 1 năm 2012 đến ngày 19 tháng 12 năm 2013, Phó Chủ tịch Thường trực SCB. Từ ngày 20 tháng 12 2013 đến tháng 3 2014. Bùi Anh Dũng, trước khi làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị SCB, từ ngày 7 tháng 12 2020 đến ngày 13 tháng 10 2022 đã làm việc cho SCB từ năm 2009, trải qua các vị trí trưởng phòng, giám đốc chi nhánh, phó tổng giám đốc, phó chủ tịch hội đồng quản trị. Tạ Chiêu Trung là thành viên Hội đồng Quản trị SCB từ ngày 17 tháng 3 2014 đến ngày 17 tháng 4 2017, phó chủ tịch Hội đồng Quản trị SCB từ ngày 18 tháng 4 2017 đến ngày 15 tháng 4 2019, đồng thời là tổng giám đốc công ty Việt Vĩnh Phú, pháp nhân đứng tên giúp Trương Mỹ Lan sở hữu 12,83% cổ phần SCB. Trầm Thích Tồn, trước khi làm Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị SCB, từ ngày 23 tháng 12 năm 2011 đến ngày 16 tháng 3 năm 2014 là giám đốc chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư An Đông. Từ năm 2004 đến năm 2007, giám đốc chi nhánh Công ty Đầu tư VTB. Từ năm 2007 đến năm 2008, tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Trường Sơn. Từ năm 2008 đến tháng 3 2010, Công ty Sài Gòn Peninsula. Thành viên Hội đồng Quản trị SCB trước Hợp Nhất. Từ tháng 4 2010 đến tháng 12 2011. Võ Tấn Hoàng Văn, trước khi làm tổng giám đốc SCB từ ngày 9 tháng 12 2013 đến ngày 28 tháng 7 2020, đã công tác tại các vị trí Phó Tổng giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn E&Y Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Chiến lược và Phát triển SCB từ ngày 1 tháng 7 2013 đến ngày 31 tháng 7 2013, Phó Tổng giám đốc SCB từ ngày 1 tháng 8 2013 đến ngày 14 tháng 10 2013, quyền tổng giám đốc từ ngày 15 tháng 10 2013 đến ngày 9 tháng 12 2013. Nguyễn Phương Hồng, trước khi là Phó Tổng giám đốc từ ngày 16 tháng 8 2018 đến ngày 10 tháng 4 2019, thành viên Hội đồng Quản trị từ ngày 8 tháng 8 2019 đến ngày 17 tháng 5 2022 đã làm việc tại SCB từ năm 2007, trải qua các vị trí từ nhân viên quản lý tín dụng, trưởng phòng tín dụng, trưởng phòng kinh doanh, trưởng phòng hỗ trợ kinh doanh, phó giám đốc, sở giao dịch, phó giám đốc chi nhánh, giám đốc chi nhánh, phó tổng giám đốc phụ trách khối tái thẩm định, phó tổng giám đốc phụ trách khối tái thẩm định, kiêm giám đốc chi nhánh và trở thành một trong những người thân tín của Trương Mỹ Lan. Nguyễn Phương Hồng chết vào ngày 9 tháng 10, 2022 khi đã bị khởi tố bị can. Trương Khánh Hoàng, trước khi làm quyền tổng giám đốc SCB, từ ngày 15 tháng 5, 2021 đến ngày 11 tháng 8, 2022 đã làm chuyên viên tín dụng ngân hàng Sinopac. Từ ngày 1 tháng 6, 2012 đến ngày 1 tháng 7, 2014, giám sát, phụ trách thị trường vốn và quan hệ đầu tư, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Nova, Novaland, Hose, NVL. Từ ngày 1 tháng 7, 2014 đến ngày 1 tháng 10, 2017, giám đốc phụ trách tài chính dự án cấp cao, Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Alpha King. Từ ngày 1 tháng 11, 2017 đến ngày 1 tháng 3, 2019, Phó Tổng giám đốc phụ trách khối tái thẩm định SCB. Từ ngày 9 tháng 9, 2019 đến tháng 5, 2021. Trần Thị Mỹ Dung, trước khi làm Phó Tổng giám đốc SCB, từ ngày 5 tháng 1, 2021 đến ngày 14 tháng 9, 2022, đã làm việc tại SCB từ năm 2010 qua các vị trí nhân viên tín dụng. Trưởng bộ phận tín dụng, chuyên viên phòng tái thẩm định, Phó Giám đốc tái thẩm định SCB từ ngày 15 tháng 7, 2018 đến ngày 4 tháng 1, 2021. Phó Giám đốc khối tái thẩm định SCB từ ngày 1 tháng 9, 2019 đến ngày 9 tháng 11, 2020. Quyền Giám đốc khối phê duyệt tín dụng và xử lý nợ SCB 9 tháng 11, 2020, 5 tháng 1, 2021 và trở thành một trong những người thân tín của Trương Mỹ Lan. Theo lời khai của các đối tượng nêu trên, trừ các đối tượng bị can đã xuất cảnh, không biết hiện đang ở đâu, thì Trương Mỹ Lan chi phối mọi hoạt động của SCB, kể cả về nhân sự và hoạt động tín dụng, thông qua các thân tín, giữ vai trò chủ chốt tại SCB. Bằng cách thâu tóm, nắm giữ cổ phần chi phối, điều hành hoạt động ngân hàng, thông qua các đối tượng chủ chốt tại SCB, Trương Mỹ Lan đã sử dụng SCB với chức năng của một ngân hàng thương mại cổ phần như một công cụ tài chính để huy động tiền gửi của người dân và các tổ chức.
huy động vốn từ các nguồn khác quy định của luật các tổ chức tín dụng. Tuy nhiên, trong hoạt động cho vay, SCB lại chủ yếu phục vụ cho mục đích cá nhân của Trương Mỹ Lan. Hành vi nêu trên của Trương Mỹ Lan đã vi phạm khoản 1, điều 7, khoản 2, điều 55 luật các tổ chức tín dụng 2010, sửa đổi bổ sung năm 2017. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có quyền tự chủ trong hoạt động kinh doanh và tự chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh của mình, không để tổ chức cá nhân nào được can thiệp trái pháp luật vào hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Một cổ đông là cá nhân không được sở hữu vượt quá 5% vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng. Hành vi của các đối tượng tại SCB đã vi phạm quy định tại Điều 38 Luật các tổ chức tín dụng 2010, sửa đổi bổ sung năm 2017, quyền, nghĩa vụ của người quản lý, người điều hành tổ chức tín dụng, gồm khoản 2, thực hiện quyền, nghĩa vụ một cách trung thực, cẩn trọng, vì lợi ích của tổ chức tín dụng, cổ đông, thành viên góp vốn và chủ sở hữu tổ chức tín dụng. Khoản 7, không được tạo điều kiện để bản thân hoặc người có liên quan của mình vay vốn, sử dụng các dịch vụ ngân hàng khác của tổ chức tín dụng với những điều kiện ưu đãi, thuận lợi hơn so với quy định chung của tổ chức tín dụng. Thời gian tới, Cà Phê Lên TV sẽ triển khai nhiều video hấp dẫn về hỏi đáp từ hội viên, series kiến thức bất động sản, review khu vực hay dự án theo yêu cầu từ hội viên, tin nóng về hạ tầng. Những video này chỉ dành riêng cho hội viên của kênh Cà Phê Lên TV. Trân trọng mời các bạn đăng ký trở thành hội viên ngay hôm nay để chúng tôi có động lực phát triển nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Nếu có bất kỳ thắc mắc hay góp ý nào, quý khán giả có thể comment vào phía dưới video này và đừng quên nhấn nút like, share và subscribe kênh của chúng tôi. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của quý khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.